Hello, hallelujah, cảm ơn Chúa vì các bạn đã đến với cái video thứ ba này về vấn đề gây dựng hôn nhân. Thì ở đây là cái video thứ ba này là video nối tiếp của hai video trước. Video đầu tiên là mình trong cái loạt bài này mình đã chia sẻ về cái việc làm sao để các bạn có thể tìm thấy người nữ của mình, nhận biết đó là người phối ngẫu của mình, người nam của mình. Thì mình đã gợi cho bạn cái nguyên tắc đào giếng để các bạn có thể nhận thấy và tìm thấy cái người phối ngẫu của mình. Còn video thứ hai thì mình hướng dẫn các bạn cầu nguyện về cái việc là lúc các bạn chưa có người yêu thì cầu nguyện như nào, trong khi có người yêu và lúc chuẩn bị cưới thì chúng ta phải cân đối như nào những lời cầu nguyện của mình. Bởi vì có những lời cầu nguyện các bạn dâng lên cho Chúa nó rất là buồn nực cười, nó rất là buồn cười và Chúa không biết đáp lời như thế nào. Thì đấy là mình muốn chia sẻ với các bạn về cách cầu nguyện đúng. Còn cái bài này là mình sẽ chia sẻ về cái vấn đề là mối quan hệ đúng đắn của hai người trước khi các bạn đến với hôn nhân. Thì thực ra thì gây dựng hôn nhân cái điều này nó mà đôi khi các bạn cứ nhìn một cái hai cái chữ quan hệ, các bạn lại nghĩ đến cái việc chăn gối. Thì mình không phải làm cái video này, mình không phải trực tiếp nói về vấn đề chăn gối, mà muốn vấn đề quan hệ trước hôn nhân ở đây là mình nói về ba việc quan hệ. Quan hệ thứ nhất là quan hệ về mặt khải tượng. Khải tượng là nói về cái mặt đức tin các bạn nhé, nói về mặt đức tin. Đôi khi là chúng ta trong Chúa ta lấy cái người mà hai người lệch đức tin nhau quá, một người theo Chúa quá lâu năm, một người mới tin thì cũng không được. Thì mình cũng nói qua trong cái video đầu tiên rồi hay video thứ hai rồi. Thì cái mối quan hệ khải tượng ở đây là mình nói là tức là hai bạn nên có chung một khải tượng với nhau khi mà đến với nhau, yêu với nhau nên có một khải tượng. Ngày xưa Lộc yêu đấy, thì Lộc mà thấy cái cô gái nào bắt đầu tìm hiểu, bắt đầu nói chuyện được ấy, mà cô ấy có khải tượng rồi ấy, mà mình thấy cái khải tượng nó không đồng thuận với mình, nó không giống với khải tượng của mình ấy, thì mình sẽ phải cân đối ngay. Và cô ấy cũng thế thôi, và cô cũng thấy cái khải tượng của mình nó khác đi, cái thần học của mình nó, cái cách làm cái đấy của mình nó cũng khác, là các cô ấy đã có cái về là chính cô cũng nặng ra rồi, các bạn phải hiểu như vậy. Cho nên là cái vấn đề khải tượng này cũng rất là quan trọng. Đấy, hai người mà không cùng chung chí hướng, không cùng chung một ấy thì cũng rất khó mà nên cùng nhau trên một con thuyền. Thế thì có ba vấn đề nằm trong cái vấn đề khải tượng là mình sẽ gọi tên cho các bạn. Đó là vấn đề thứ nhất là vấn đề về sự kêu gọi, vấn đề thứ hai là định hướng, vấn đề thứ ba là sự tận hiến. Thì sự kêu gọi các bạn là đến từ Chúa, đúng không ạ? Còn sự định hướng là các bạn tự định hướng đấy, đúng không ạ? Còn cái sự tận hiến là cái quyết định của chúng ta tự quyết định đấy. Chúa luôn luôn muốn con người tận hiến cho Ngài, đúng không ạ? Còn chúng ta tận hiến được bao nhiêu thì đấy là do tấm lòng yêu mến Chúa của chúng ta, Chúa không ép được, đúng không ạ? Thế thì cái vấn đề nó nằm ở đây, đó là sự kêu gọi. Đôi khi nếu như Lộc chọn yêu ấy, Lộc sẽ chọn yêu một cô gái chưa có sự kêu gọi của Chúa. Và Lộc sẽ nói với cô ấy về cái sự kêu gọi của Chúa dành cho Lộc, và xem cô ấy có đồng thuận được với Lộc hay không. Đấy là cái điều mà thường Lộc thường làm. Các bạn hiểu cái điều này rất là hay. Các cô ấy mà đồng thuận được thì cái sự kêu gọi đấy sẽ trở thành sự kêu gọi chung của hai chúng ta. Nếu không đồng thuận được thì chúng ta sẽ chờ đợi xem sự kêu gọi của Chúa dành cho cô ấy như thế nào. Nếu như cô xác định là mình có đủ cái đức tin, có đủ cái sự có đủ cái thẩm quyền thuộc linh để nhận biết sự kêu gọi của riêng cô ấy, thì đấy mình sẽ chờ đợi hai người mà đồng thuận được, hoặc là chí ít là không được quá là chống lại nhau, hay là cái sự kêu gọi là khác ngược nhau thì nó rất là khó. Ví dụ như Chúa kêu gọi em là phải hầu việc Chúa ở cái chỗ này, còn anh thì lại chỗ khác, thế thì cưới nhau xong thì một người ở Tây một người ở Đông rồi. Thế cho các bạn hiểu như vậy, đấy là cái sự kêu gọi. Mình chỉ ví dụ như vậy thôi, còn cái này nó nhạy cảm. Các bạn mà có cái vấn đề gì đó các bạn inbox trực tiếp mình sẽ tư vấn trực tiếp. Đó, còn cái này nó nhạy cảm về cái sự kêu gọi này. Có rất nhiều người sử dụng cái sự kêu gọi này. Chúa nói với em, Chúa nói với anh, hay là Chúa phán. Ta dùng cái từ Chúa nói, Chúa phán ấy, nó lạm dụng quá. Đôi khi ta không biết có thật sự là Chúa phán hay không, Chúa nói hay không. Nhưng mà tại sao Chúa nói xong hai người cãi nhau, Chúa nói xong hai người ly tán, Chúa nói xong hai người bất hòa, Chúa nói xong mối quan hệ nó đang tốt đẹp trở nên đổ vỡ, Chúa nói xong mối quan hệ đang trong sạch trở nên ô uế, mối quan hệ đang đang ổn định trở nên cãi nhau để lại tiếng xấu? Thì đấy không phải điều Chúa phán. Các bạn phải chú ý về cái cách các bạn nói, hoặc là các bạn đã xử lý sai về cái việc Chúa phán. Nghe thì nghe tiếng Chúa như vậy nhưng mà phản ứng lại sai, các bạn chú ý. Cái này nó có rất nhiều vấn đề, các bạn cứ đưa ví dụ kế thì mình sẽ nói được với các bạn, bởi vì là mình đã gặp những cái trường hợp như thế này rồi. Mình sẽ ví dụ luôn, có hai người là yêu mến nhau đấy, nhưng mà đến khi nghe được sự kêu gọi của Chúa thì một người là được sự kêu gọi là Chúa cho đi sang lấy một người hầu việc Chúa, còn cái người mà đến tán cô ấy thì lại là người
doanh nhân đấy, mà một người không hầu về Chúa, không muốn hầu về Chúa, và xác định là hầu về Chúa là chỉ bằng cách là dâng hiến tiền thôi. Thế nên là cái cô này cô đã không lấy, cô đã không lấy. Thế cho nên là chúng ta phải phải xã rõ ràng với nhau đấy, và hiểu. Và các bạn chung quy là như này, các bạn cứ lấn cấn đấy, các bạn cứ nhắn tin inbox, nhắn tin inbox cho Lộc. Lộc là người chờ đợi các bạn làm điều đó, sẵn sàng giúp đỡ các bạn. Tiếp theo là Lộc sẽ gọi tiếp theo là vấn đề về sự định hướng. Thì cái vấn đề này là Lộc sẽ nói với các bạn, nó định hướng là do chúng ta tự định hướng. Thì đôi khi là chúng ta, ví dụ chúng ta học xong trường thần học, hay là học hay là chúng ta đã có sự kêu gọi trước đó đấy, và chúng ta định hướng là chúng ta sẽ làm điều này để hoàn thành sự kêu gọi, hay là bước một của sự kêu gọi, bước một để hoàn thành sự kêu gọi là chúng ta sẽ làm việc này việc kia đấy, và chúng ta đưa ra cái định hướng của chính mình. Và cái định hướng này đôi khi nó là cái điều mà chính bản thân ta tự quyết lấy thôi, chứ Chúa không phải bắt chúng ta làm điều đó, mà chính bản thân ta tự định hướng đấy. Và chúng ta cầu nguyện là Chúa chúc phước trên con đường mình làm cái sự định hướng đó được thành công. Thì đáp thì cái sự định hướng là như vậy. Thế còn và hoặc là Chúa cho ta quyền tự lựa chọn, là như thế nào, thì cái sự định hướng như nào, như vậy đó là sự quyết định. Thì cái sự định hướng của người nam không nên quá ngược lại cái sự định hướng người người nữ, người nữ cũng không quá nghịch lại với cái người mà chuẩn bị sẽ là chồng mình. Hai người đừng quá ngược lại nhau là được, vì cái sự định hướng này là hai bạn, cái sự định hướng này là chính bản thân ta có quyền tự quyết. Nó không giống như sự kêu gọi. Sự kêu gọi là chú đã kêu gọi là nó chắc chắn là như thế. Có sự định hướng này là chúng ta có thể thay đổi, nó là kế hoạch của con người, kế hoạch đa phần là của con người, chứ chúng ta ví dụ như định hướng Lộc sẽ ví dụ như này, là Lộc là sẽ định hướng là chưa kết hôn ngay đấy, mà chúng ta sẽ yêu nhau thêm một thời gian nữa, anh sẽ giúp đỡ em trong cái tiến trình tăng trưởng đức tin thêm một chút nữa, để cái đức tin em nó được mạnh mẽ và vững vàng hơn nữa thì chúng ta mới kết hôn. Đây là sự định hướng của anh. Còn cũng trong cái thời gian mà em được anh giúp đỡ về mặt đức tin ấy, thì anh cũng hoàn thành một số bằng cấp, rồi là tìm kiếm một công việc nó ổn định và cái chỗ ở của chúng ta. Thì đấy là cái sự định hướng của anh. Thế còn định hướng của người nữ thì lại là thôi tất cả đấy, cái đấy em gạt đi, em chỉ muốn bên anh thôi, bây giờ chúng ta phải cưới nhau ngay. Thế thì chúng ta phải chú ý, đấy là cái sự định hướng của hai người, nó lại ngược nhau như vậy thì chúng ta phải cân đối nhá. Thì đấy là cân đối, không thì đôi khi chỉ là cái, một người chỉ muốn cưới ngay, một người thì từ từ đã, thì lại nghĩ rằng là này, anh ấy không yêu mình, anh ấy hoãn, anh ấy chần chừ như vậy, là anh ấy có người khác rồi, hay là anh ấy đang lựa chọn với người khác. Đôi khi chúng ta phải rõ ràng với nhau, về cái sự định hướng này nhá. Thì đôi khi nó sẽ là cái sự hiểu nhầm, chính sự hiểu nhầm này mà làm chúng ta mang tai mang tiếng cả một đời thôi. Rất là, và đôi khi là rất yêu nhau lại không đến với nhau, mà chính là bởi điều đó mà ma quỷ nó phá vỡ nha, chú ý nhá. Và đặc biệt là chúng ta phải xem lại cái video số 2 là hướng dẫn được cách cầu nguyện này. Các bạn cầu nguyện đúng thì cái sự định hướng này nó cũng sẽ dễ giải quyết thôi. Tiếp theo là cái sự tận hiến. Đôi khi thì chúng ta rất ghét sự dâng hiến đó. Chúng ta chỉ dâng hiến là cố gắng làm sao nộp 1/10, cố gắng đó, nộp 1/10. Và nói về sự tận hiến nó làm cái gì đó, nó là một cái gì đó mà chúng ta cảm thấy nó rất là như là lời một lời nói dối mà con chưa bao giờ thực hiện cho Chúa được. Ta cảm giác như vậy. Ôi con sẽ dâng cho Chúa điều này, con sẽ tận hiến, con sẽ hầu về Chúa, con thế này thế kia. Cuối cùng là chúng ta cả cuối cùng đôi khi Lộc cảm thấy là có nhiều người sống như cái điều tận hiến này nhưng mà sự nói dối. Thì cho nên các bạn phải xác định sự tận hiến rất là quan trọng, bởi vì đôi khi cái người nam là họ sống vào vấn đề logic, họ rất dễ tin Chúa, họ rất dễ dâng hết niềm tin của mình cho Chúa. Họ người đàn ông ấy, người ta sẵn sàng nói hết này, ta cứ dâng cho Chúa đi, cứ ban cho đi, chúng ta cứ dâng hiến đi, ta cứ làm ơn đi, cứ chúc phước đi, Chúa sẽ chúc phước lại chúng ta. Nhưng người nữ họ không vậy đâu. Người nữ họ sống rất thiên về cảm xúc. Nếu như trong tay họ có tiền thì tâm trí của họ rất bị ấy. Còn người đàn ông thì logic là Chúa sẽ ban phước lại, nhưng mà người nữ thì đôi khi chưa chắc. Hoặc là đôi khi ấy, cái tính nết của mỗi người ấy, được tạo ra bởi là họ sống ở đâu, gia đình hoàn cảnh trước đây như thế nào, bố mẹ họ là ai, họ là người xuất phát xuất thân như thế nào, thì cái sự tận hiến này sẽ khác nhau. Khi mà người đàn ông thì đã gọi là đức tin mạnh mẽ vô cùng sâu sắc rồi, ngày nào cũng đi công việc Chúa rất là nhiều, hiện tại cũng đi khắp mọi nơi hầu việc Chúa này khác, lại không cho vợ mình đi cùng, hoặc là đôi khi kéo vợ mình đi cùng thì lại làm nhiều việc quá, tận hiến với Chúa
hết cả cuộc đời bỏ sinh con để không sinh hay là có những cái này khác, thì cái sự tận hiến này nó rất là quan trọng. Thì đôi khi các bạn phải xác định, đôi khi xác định, và chủ yếu mình nói về sự tận hiến là nói về tiền thế thôi. Người hầu về Chúa, các bạn biết, người hầu về Chúa, người phục vụ Chúa, người khải tượng, người đã đi theo yêu Chúa, thì rất có thể 80% nó thấy những người là người đi theo phục vụ Chúa và tận hiến cho Chúa, thì đa phần họ chỉ là ở mức độ đủ thôi. Lúc nào cũng ở trong tình trạng là no đủ, Chúa không để cho đói thôi, Chúa cấp cho no đủ, không thiếu thốn mọi sự cần dùng trên đất, nhưng mà để dư dật, để mà giàu có, để mà khoe mẽ bạn bè, mà để mà vinh hiển với bạn bè, hay là để mà có thể sánh với các bạn bè như thế này thế kia, thì là không có được. Đấy, thì các bạn phải hiểu với sự tận hiến này nó rất là quan trọng. Đấy, đôi khi vợ chồng nào phải thống nhất nhau trước. Đấy, vấn đề tài chính, lên kế hoạch tài chính, dâng hiến, hầu việc Chúa, công tác như thế nào. Đấy, và người vợ là cái người đặc biệt là chấp nhận được, chịu đựng được. Đây là việc nó tô đỏ sự chịu đựng này. Người nữ là cực kỳ sự chịu đựng được thì mới làm được. Và cái vấn đề khải tượng này mình sẽ nói luôn về cái Sáng Thế Ký chương 2, Chúa nói là người nữ được sinh ra mang cái chất là giúp đỡ cho người đàn ông, giúp đỡ người đàn ông hoàn thành chức vụ của họ, hoàn thành cái sự kêu gọi của họ, và người đàn ông cũng ngược lại giúp đỡ cho người phụ nữ như vậy. Cho nên cái vấn đề mối quan hệ thứ hai mình muốn nói ở đây, đó là các bạn phải hiểu về sự giúp đỡ. Sự giúp đỡ, đôi khi là hai người có sự kêu gọi khác nhau, nhưng không quá là khác nhau, thì hai người vẫn có cưới nhau được, và dự định hướng thì cũng khá là khớp khớp. À, sự tận hiến thì mỗi người một cái quan điểm khác nhau, nên là chúng ta phải giúp nhau để hoàn thành cái kế hoạch của Chúa dành. Chúa dành cho chúng ta, đôi khi đấy, Chúa dùng hai người khác nhau để sửa dạy nhau, chứ Chúa không dùng hai người giống nhau, hòa khớp học, vừa như in, khớp như là vừa in hay là xịt xịt, không bao giờ Chúa làm cái gì nó lại vừa sinh đâu. Đôi khi Chúa dùng hai con người ấy mà phải khác nhau một chút và khá khá nữa cơ. Đấy, để mà người nam có cái này nhưng người nữ lại không có, người nam tính nét này nhưng người nữ lại không có tính đâu, để hai người giúp đỡ nhau. À, cái sự giúp đỡ này đấy, chúng ta Sáng Thế Ký là người nữ là người giúp đỡ thôi, còn người đàn ông thì không cần thiết. Người đàn ông là người lãnh đạo gia đình, người đàn ông là người bao bọc, người che chở, người chăm lo, người lo lắng, người đưa ra những quyết định và người xây dựng ước mơ tương lai, là người thế này thế kia, và người phụ nữ phải giúp đỡ cho người đàn ông, nhưng mà quên mất rằng người đàn ông cũng có cái chức vụ giúp đỡ cho người phụ nữ. Dù các bạn có gọi người đàn ông là người bao bọc, che chở, lãnh đạo, hay là người chăm lo quán xuyến, người bảo vệ, dù là như thế nào thì tất cả những cái từ này vẫn mang một ý nghĩa đối với lòng, nó mang ý nghĩa là sự giúp đỡ. Nếu các bạn lấy vợ về mà các bạn không giúp đỡ họ đấy, thì các bạn đừng lấy vợ nữa, tốt nhất chưa cho xong. Đấy. Họ cô ấy rửa bát là việc của cô ấy, phụ nữ là phải rửa bát, thế là các bạn dở rồi, nó có thật luôn nhá. Sự giúp đỡ này, bao bọc hay che chở lãnh đạo thì cũng là giúp đỡ thôi, bởi vì các bạn nhìn đây, bởi vì ấy, người phụ nữ ấy, họ là phải yếu, họ cần được dựa nương, và cái việc mà người đàn ông cho họ cái quyền được dựa nương là đã giúp đỡ họ rất nhiều rồi, giúp đỡ rất nhiều rồi, họ cần sự nương dựa. Nhưng mà người nữ cũng ngược lại, là không phải là ô anh ấy là chỗ dựa của tôi, lúc nào cũng, mình là người phụ nữ mình chả làm cái gì, lúc nào cũng dựa vào chồng, dựa dẫm hoàn toàn bộ vào chồng này, khác tiền bạc, kinh tế, chính trị, không có một cái gì chứng kiến của riêng mình cả, cái nào cũng dựa dẫm toàn bộ vào chồng, thì nó thành một cái nghịch lý. Cái mà Lộc nói đó là vợ chồng đồng cam cộng khổ với nhau thì mới là yêu nhau. Hai người mà anh có giàu không, anh không giàu em không cưới anh đâu, anh có xác định là anh sẽ như thế không, anh mà xác định như thế là anh nghèo đấy, là em không lấy anh đâu, thế thì thôi không lấy nhau nữa. Lộc nói thật, đừng lấy nhau nữa. Người ta giúp đỡ nhau để hoàn thành kế hoạch cuộc đời nhau, giúp đỡ nhau để hoàn thành khải tượng, để hoàn thành cái sự kêu gọi của Chúa, để hoàn thành cái mục đích mà Chúa đã tạo dựng chúng ta ra. Đây, cứ anh mà không như thế này, anh không thế kia thì em không ấy được. Ta như vậy thì còn nói chuyện gì, giúp đỡ nhau. Đặc biệt là vấn đề tài chính, đôi khi là chồng làm nhiều tiền hơn vợ thì nói vợ, vợ làm nhiều tiền hơn chồng thì nói chồng, rồi là thiếu thốn một tí thì không ấy được, thì chúng ta sẽ giúp đỡ nhau mà. Chúng ta phải hiểu, lúc nào chúng ta chỉ thấy là người nam thì cần cái tình cảm, còn người phụ nữ thì lại cần tiền.
ta cứ cần nhau ở cái một chiều như vậy, chúng ta không có cái sự là giúp đỡ, quan hệ giúp đỡ, mối quan hệ giúp đỡ. Sau này chúng ta xác định là khi kết hôn rồi, cái bức tranh màu hồng, cái bức tranh tuyệt đẹp mà lúc yêu chúng ta nhìn thấy nó sẽ không còn nữa, nó sẽ không còn nữa đâu. Lộc thì chưa cưới đâu, Lộc chưa có người yêu đâu, nhưng mà Lộc biết tất cả những người khác kết hôn xong đều nói Lộc như vậy, và Lộc cũng cảm nhận như vậy. Trước đây Lộc cũng định kết hôn ý, Lộc cũng đã có lần định đưa ra cái trước đây Lộc đã có một lần định đưa ra quyết định là cưới rồi. Lộc hiểu cái cảm giác đấy rất là rõ ràng, cái bức tranh màu hồng sẽ sụp đổ ngay lập tức, bởi vì là tất cả chúng ta đều có khuyết điểm, và Đức Chúa Trời cho hai người ở gần nhau để sửa các khuyết điểm cho nhau, để lấp đầy cái chỗ trống mà người khác không có, lấp đầy cái thiếu hụt mà người khác đang thiếu hụt. Đấy, vợ chồng là như vậy, là tương hỗ lẫn nhau, đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử với nhau thì mới thật sự là yêu nhau, nó mới thật sự là làm mối quan hệ. Thì cái vấn đề này đấy cũng như trước, thì cái vấn đề này nó sẽ có rất nhiều trong cuộc sống, mỗi người sẽ trải qua khác nhau, và mỗi người một cuộc đời một câu chuyện. Lộc chỉ gọi tên cho các bạn để các bạn hiểu là như vậy. Đừng nghĩ là người nam mới là người cần sự giúp đỡ của người nữ thì không. Đấy. Người nam cũng cần sự giúp đỡ của người nữ, mà người nữ cũng cần sự giúp đỡ của người nam. Người nam có lúc cũng yếu đuối, cần người phụ nữ nâng lên. Người phụ nữ lại càng cần người nam được nâng lên hơn. Đấy. Đừng để một mối quan hệ nào xảy ra một chiều cả. Chỉ có người đàn ông biết chăm lo gia đình, biết đi kiếm tiền thôi, còn người nữ chỉ biết ở nhà rửa bát thôi thì cũng rất là sợ. Các bạn phải chú ý về điều này. Còn các bạn ấy có một câu chuyện riêng của đời các bạn mà các bạn không muốn nói cho ai biết, inbox riêng cho mình. Inbox riêng cho mình sẽ tâm vấn cho các bạn về vấn đề hôn nhân này như thế nào. Và mình chờ đợi giúp đỡ các bạn về cái vấn đề tương lai. Và các bạn nên là cả hai vợ chồng cùng nhắn tin với Lộc, chứ đừng để riêng một người vợ nhắn tin với Lộc thôi, Lộc sẽ kiệm lời trong sự nhắn trả lời nhé. Bởi vì nó sẽ mang chất là bạn đã kết hôn rồi đấy, mà bạn là người nữ rồi mà nhắn tin mình, hoặc là bạn đang là người yêu của người khác, thì Lộc cũng kiêng lắm, Lộc cũng không tính, Lộc nó như thế rõ ràng nhé. Và cái sự rõ ràng này nó sẽ là cái phần thứ ba mà Lộc chia sẻ, đó là sự minh bạch trong mối quan hệ xã hội và thể lý. Ở đây là mình không nói về vấn đề sinh lý, mà nó thể lý cho nó mượt cái từ, nó nhẹ cái từ, nó lái đi. Thì các bạn hiểu là mối quan hệ xã hội, nên Lộc nói luôn là phải minh bạch. Các bạn không biết là Lộc tốt đến bao nhiêu, hay là Lộc là người trong sáng hay như thế nào, Lộc không cần biết các bạn là người như thế nào. Nếu như chồng các bạn không cho phép, các bạn không được nhắn tin quá nhiều với Lộc, dù là Lộc là người giúp đỡ, hay là người tâm vấn, hay là người như này, hay là người thuộc linh cho các bạn, hướng dẫn thuộc linh các bạn. Các bạn hãy nhớ phải có hai vợ chồng thì Lộc mới trả lời nhiều, không Lộc rất kiệm lời, Lộc sẽ trả lời người nam nhiều hơn. Đấy, các bạn nhớ. Còn nếu bạn nào không có người yêu thì đấy là Lộc ước mong các bạn càng nhắn càng nhiều tốt. Rồi cái vấn đề mối quan hệ và thể lý ở đây thì các bạn nhìn vào cái PowerPoint này các bạn có thể biết được rồi. Thì là mỗi người chúng ta, dù người đàn ông hay đàn bà, người vợ hay người chồng, bất cứ chúng ta là ai, chúng ta đều có một cuộc sống riêng tư, đúng không? Đều có một cuộc sống riêng tư, đều có công việc mà công việc người chồng, người vợ không hiểu được. Đấy, đều có bạn bè riêng của nhau, bạn bè của chồng mà vợ không thể biết hết được, không thể nắm bắt hết được, và bạn bè của vợ chồng cũng không, chưa thể biết hết được. Thì trong cuộc sống nó có rất nhiều, nó là quá khứ của chúng ta trước đây đã tồn tại những mối quan hệ đó, đã tồn tại những cái người bạn đó, đã tồn tại những công việc đó, đã có những sự riêng tư đó. Và Lộc yêu cầu các bạn là khi chúng ta đã xác định chuẩn bị vào hôn nhân, chúng ta phải công khai, minh bạch, thuần khiết với nhau trong vấn đề này. Đừng để một sự ghen tuông, nghi ngờ, một cái sự cám dỗ nào khi chúng ta đến với hôn nhân rồi và chúng ta còn giữ ảnh của người yêu cũ, còn mối quan hệ số điện thoại người yêu cũ, kết bạn Face với người yêu cũ, nhắn tin với người yêu cũ. Các bạn phải chú ý, Chúa không thích điều đó đâu. Rồi những bạn bè của người vợ không trong sạch, giấu giếm chồng, những bạn bè của người chồng cũng úm thúm. Đấy. Rồi là trong công việc không rõ ràng, đi sớm về khuya các thứ, lấy lý do này lý do khác,
để cho người vợ người chồng phải chờ đợi hay như thế này, phải sốt ruột, phải có những cái rồi là có những cái mối quan hệ trong công việc, bạn bè trong công việc che giấu, đặc biệt là cái mối quan hệ này còn mang tính chất một tí về tiền bạc nữa. Vợ chồng mà sống với nhau đấy mà chồng làm ra bao nhiêu tiền một tháng lương vợ không biết, vợ làm bao tiền một tháng lương chồng không hay, vợ có của để dành chồng không nắm rõ, vợ có của hồi môn cất ở đâu hay là giấu như thế nào chồng cũng chưa được biết. Ngược lại người chồng cũng như vậy, và đặc biệt là người nam và người nữ này là lại quan hệ hôn nhân này không phải là y trên cơ sở của tình yêu ấy, nên là cái tính chất sinh lý thể lý là không hòa thuận gắn kết một cách sâu sắc được đấy, trong đêm tức là cái việc giao hoan sinh ở cái việc sao giao hoan ân ái nó không sâu sắc được thì cũng là điều vụ cực kỳ quan trọng đấy, cảnh giác nhau, cảnh giới nhau đấy, nó không sâu sắc vấn đề tình dục là cực kỳ nguy hiểm, các bạn phải nhớ đấy, người nữ người nam giấu giếm nhau về mặt tiền bạc, sợ là anh này anh ấy không thật lòng, anh ấy là người cờ bạc hay anh là người đem tiền đi đầu tư, anh là người chỗ này chỗ kia hay là tiền bạc như này khác, là người nữ cứ giấu đi, anh ấy không công việc hay anh như thế này, sợ anh ấy biết là mình có của như này anh ấy lại lười làm ăn, thì chung quy là với những lý do tốt đẹp thì người ta các bạn đề phòng người nam các bạn hay là người nữ các bạn sẽ biết là các bạn là người có của thì sẽ sống theo cái kiểu này, thay đổi tâm lý các bạn có thể giấu về cái lý do tốt đẹp, còn vì cái lý do mà nó không tốt đẹp ấy, mà các bạn cứ che giấu nhau thì nó sẽ mang tính chất là vợ chồng sống với nhau và đề phòng nhau, hai người không trở nên một được đâu, hai người không trở nên một thì nó sai kinh thánh và nó sẽ là cái lý do để cho ma quỷ xen vào giữa. Chúa đáng nghĩa là Chúa là đứng ở giữa sợi dây bện ba tao, là Chúa là cái tao thứ ba, nhưng mà đôi khi chúng ta cứ giữ những cái điều giấu kín riêng tư, đề phòng cảnh giác rồi nó các mối quan hệ xã hội không minh bạch đấy, còn còn vấn đề đặc biệt là vấn đề chăn gối chuyện giường chiếu không tâm sự rõ ràng với nhau, không nói thẳng với nhau là em muốn như thế này anh muốn như thế này, không rõ ràng về vấn đề như vậy thì chúng ta sẽ rất là khó, đặc biệt là quá khứ nữa, quá khứ là chúng ta ví dụ bây giờ thì chúng ta biết rồi, không giống như ngày xưa là chúng ta kết hôn sớm 18 20 tuổi đã kết hôn rồi, nhưng bây giờ toàn kết hôn muộn thôi, là hai mấy 30 tuổi mới kết hôn này, trước khi cưới anh trước khi yêu anh là em đã có quan hệ với người khác rồi chẳng hạn, chúng ta phải khai với nhau rõ ràng để cho chúng ta được gắn kết một cách không có một cái khe hở nào cả, giống như hai bàn tay đan vào nhau không có một cái khe hở nào thì ma quỷ nó không bao giờ nó chen vào được. Thì đấy là mình chia sẻ các bạn, còn tất cả những cái vấn đề này đấy nó là cái vấn đề của một cuộc tình, nó là đôi khi nó là vấn đề của riêng hai bạn, nó là vấn đề của hai bạn và nó khá là nhạy cảm, và nó cũng không muốn lấy ví dụ làm gì cả, bởi vì cứ lôi những câu chuyện của người khác ra để mà kể ấy, thì mất đi cái hay, nó chỉ là chém gió cho cuộc sống thôi, mà đây là mình muốn gọi tên tất cả những cái gì có thể ảnh hưởng đến cái tình yêu, đến kế hoạch cuộc đời của hai bạn, đến cái tình yêu, đến cái việc gây dựng hôn nhân tốt đẹp thì nó sẽ ảnh hưởng đấy, thì mình sẽ gọi tên nó ra để các bạn có thể đánh giá và cầu nguyện thôi. Thì có những cái gì mà mình chưa gọi tên ấy, các bạn có thể comment cho mình biết để mình thêm vào cái giáo trình của mình nó thật đầy đủ. Thứ hai là có cái điều gì mà sai trái không rõ ràng không đúng thì các bạn có thể góp ý để cho mình sửa chữa. Thế còn vấn đề mà các bạn chưa rõ chưa ấy, hoặc là các bạn đang khúc mắc, hoặc là các bạn đang có khó khăn trong hôn nhân ấy, các bạn cứ inbox cho mình, sẵn sàng trả lời, và Lộc sinh ra là để làm cái nhiệm vụ đó rồi. Các bạn hãy nhớ như vậy và hẹn gặp lại các bạn trong video thứ tư, sẽ là một video sẽ rất là tuyệt vời, nhẹ nhàng, nó không tế nhị video này đâu, tất cả từ video thứ tư đến trong cái giáo trình này nó sẽ rất là thoáng đãng và nó sẽ rất là tuyệt vời về vấn đề gây dựng hôn nhân, đặc biệt là dành cho những người cô đơn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn, bye bye.